Chào tất cả các anh chị, rất vui khi là những người mà một trong những các anh em mà đã vô được với lại công ty, và rất mong là cái sự phát triển của công ty sẽ giúp cho tất cả các anh chị, nhất là các anh chị mà đã và đang làm. Thì như các anh chị biết, cái cơ hội nó không đến với mình lần thứ hai. Giống như giây phút này Dũng đang nói chuyện với anh chị, nó sẽ không lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời của Dũng. Và chắc chắn là nó cũng sẽ không lặp lần thứ hai trong cuộc đời của các anh chị. Và Dũng rất mong là những cái kinh nghiệm mà Dũng đã trải qua 2 năm trong công việc. Thứ nhất là các anh chị cần phải quyết tâm và cần phải nắm bắt cơ hội và cần phải sự kiên nhẫn và sự kiên trì của mấy anh chị. Có nghĩa là cái giá của mấy anh chị trả càng cao thì chắc chắn là với cái kết quả thì các anh chị sẽ đạt lại nó gấp bội. Nhất là công ty với một cái chương trình mới giúp cho các anh chị, với cái kế hoạch của công ty giúp cho các anh chị có thể đạt được cái cấp số nhân. Và như mấy anh chị biết là với cái cấp số nhân thì cái con số nó, cái income của mấy anh chị nó sẽ không thể nào ngờ được. Và một trong những cái ước mơ mà công ty sẽ đưa lại cho mấy anh chị, nếu mấy anh chị kiên quyết, giống như mấy anh chị biết là chúng ta cùng đi trên một con tàu. Và cái cơ hội này chỉ có những người nhảy tàu, bỏ tàu nhảy xuống. Còn nếu các anh chị vẫn cứ đi trên con tàu, dù mưa to, gió lớn, dù qua đèo, dù xuống dốc, mấy anh chị vẫn bám sát với con tàu với tất cả sự quyết tâm, sự kiên nhẫn, và cơ hội nó đang nằm trong tầm tay của mấy anh chị. Dũng rất mong là sẽ có nhiều dịp nữa để chia sẻ với các anh chị.